Đăng cùng với đài truyền IBC TV chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết trong ngày thứ ba hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Quý Mão. Mở đầu xin mời quý vị đến với thời tiết tại khu vực Đô Sài Gòn. Nhiệt tăng nhanh trong ngày hôm nay, rạng sáng trời có mây, trưa ngày hôm nay trời có nắng rực rỡ và đêm ngày hôm nay đôi lúc trời có mây. Thời tiết nóng với nhiệt độ cao nhất trưa ngày hôm nay 87 độ cho ban ngày, 67 độ cho ban đêm. Mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 14 phút và lặn vào lúc 7 giờ 38 phút chiều tối. Độ ẩm trong ngày hôm nay từ 65% vào ban ngày tăng lên đến 78% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển từ hướng Tây Tây Nam với cường độ 11 dặm 1 giờ vào ban ngày, 8 dặm 1 giờ từ hướng Tây Nam cho buổi tối ngày hôm nay, và chỉ số UV Index đạt ở mức vào khoảng 10 trên 11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ tư, nhiệt tiếp tục tăng nhẹ, hầu hết trời có nắng rực rỡ vào ngày mai, tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Thời tiết nóng trong ngày mai với 89 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 66 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Cường độ của gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 8 tới 11 dặm 1 giờ di chuyển từ hướng Tây Nam và ánh mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 14 phút. Tiếp nối với Nam, xin mời quý vị điểm qua thời tiết ngày thứ ba ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.